Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Thời sự Thế giới được phát sóng và cập nhật liên tục trên kênh tin tức HTD News. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bản tin đáng chú ý sau đây. Nga tấn công dữ dội, HIMARS của Ukraine vẫn vô cùng hiệu quả. Ngân hàng Trung ương Nga gọi mức giá trần đối với dầu của Nga là một cú sốc kinh tế mới. Quan chức Ukraine chế nhạo bà Merkel không cần bàn đàm phán có thể đứng để chấp nhận sự đầu hàng của Putin. Ông Putin thừa nhận Nga không thể cung cấp quần áo cho quân đội tiền tuyến. Cựu nhân viên viết diễn văn cho Tổng thống Putin nhận định, trong trường hợp thất bại ở Ukraine, Putin sẽ được sơ tán đến Venezuela hoặc Argentina. Chiến thuật của Ukraine dùng lá chắn phòng không giả dăng bẫy tiêm kích Nga. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Nga tấn công dữ dội, HIMARS của Ukraine vẫn vô cùng hiệu quả. Thưa quý vị, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine đã khiến nước này bị mất điện tạm thời và thiếu nước trên diện rộng. Nga phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường ở Ukraine, khẳng định rằng họ chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự. Trong một bản cập nhật trên kênh Telegram chính thức của mình vào ngày 18 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhắm mục tiêu vào các sở chỉ huy, kiểm soát quân sự cũng như cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng liên quan đến chúng. Đợt tấn công của Nga đặt người Ukraine vào một tình thế rất khó khăn khi đất nước này đang bước vào bộ đông lạnh giá, mất đi nguồn điện, nước và nhiệt. Tuy nhiên, có những cuộc tấn công này không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số vũ khí hiệu quả nhất của Kiev, cụ thể là HIMARS do Mỹ cung cấp. Ukraine dựa trên thông tin tình báo kịp thời để tận dụng tốt nhất HIMARS và chiến thuật này không bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện gần đây dọc theo các đường dây liên lạc của Ukraine. Frank Ledwig, cựu sĩ quan quân đội Anh cho biết, quân đội Ukraine sẽ có cơ sở chỉ huy, kiểm soát và thông tin liên lạc của riêng mình, được gọi là mạng C3, Chúng được tách biệt riêng với các mạng lưới dân sự và sẽ có quyền truy cập điện riêng thông qua lưới điện hoặc thông qua máy phát điện. Thêm vào đó, ông Ledwig cho biết, hầu hết hệ thống giao thông của Ukraine vẫn hoạt động, bao gồm cả đường sắt điện, cho phép Kiev vẫn sử dụng các thiết bị quân sự của mình, có rất ít thông tin chính xác và có thể kiểm chứng về mức độ thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, ông Ledwig nói chúng tôi không biết bất cứ điều gì về tổng thất của Ukraine hoặc các cuộc tấn công gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của Ukraine đến mức nào. Chúng tôi không biết những cây cầu nào đã bị phá hủy, những tuyến đường sắt nào đã bị tấn công. Chúng tôi chỉ biết rằng Kiev và rất nhiều thành phố khác đang bị mất điện, nhưng đó không phải là tất cả. Tuy nhiên, ông Lesquy cho rằng các cuộc tấn công của Nga có hậu quả lớn và lâu dài. Tôi nghĩ nó không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của dân thường. Những cuộc tấn công có hiệu quả ngấm ngầm trong việc làm suy giảm nỗ lực phục hồi của Ukraine, họ đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn bất kỳ khả năng thu thập thông tin tình báo nào sắp tới từ NATO, ông nói, Ukraine đang tận dụng HIMARS do Mỹ sản xuất như thế nào? Kể từ khi bắt đầu xung đột, Ukraine đã nhận được 20 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, hay còn được gọi là HIMARS từ Mỹ, 16 trong số đó đã được chuyển giao vào giữa mùa hè và bốn hệ thống khác đang được cung cấp vào tháng 10. Mỹ cũng cung cấp thêm cho Ukraine một lượng lớn tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh với tầm bắn gần 80 km. HIMARS có thể dễ dàng và nhanh chóng di chuyển khỏi vị trí sau khi bắn để tránh hỏa lực pháo binh của đối phương. Những bệ phóng này cho phép Ukraine tấn công vào các mục tiêu quan trọng của Nga bên ngoài mặt trận, bao gồm kho đạn dược, sở chỉ huy, cầu và đường sắt. Ukraine từ lâu đã yêu cầu có thêm HIMARS cùng với các tên lửa tầm xa hơn để tấn công các mục tiêu của Nga bên ngoài tiền tuyến. Ngân hàng Trung ương Nga gọi mất giá trần đối với dầu của Nga là một cú sốc kinh tế mới Quý vị thân mến, Cục Nghiên cứu và Dự báo Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, việc giới hạn giá dầu mỏ của Nga và lệnh cấm xuất khẩu đường biển là một cú sốc mới có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh tế của Liên bang Nga. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, động lực tiếp theo của ngành công nghiệp sản xuất dầu ở Nga sẽ phụ thuộc nhiều vào tác động của các biện pháp trừng phạt khác nhau của phương Tây. Thật vậy, để đối phó với vấn đề này, Nga sẽ phải giảm mạnh sản xuất nguyên liệu dầu thô. Báo cáo dầu thô Uran của Nga đã giảm xuống 17% xuống còn 62 đô la Mỹ trên một thùng. Và điều đáng chú ý nhất là lệnh cấm vận và giới hạn giá dầu mỏ của Nga có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, các hạn chế cuối cùng sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2023. Các quốc gia hiện có thời gian chuyển tiếp 45 ngày để xử lý các vấn đề trước đó riêng về tổng thống putin, ông đã nhiều lần tuyên bố rằng nga sẽ không bán tài nguyên năng lượng khi phương hại đến lợi ích của mình. quan chức Ukraine chế nhạo bà Merkel không cần bằng đàm phán có thể đứng để chấp nhận sự đầu hàng của Putin. Thưa quý vị, Thư ký Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov mới đây cho biết Ukraine không cần đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Ông đã đưa ra phát biểu này để đáp lại bình luận của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel khi bà cho rằng mọi cuộc chiến rồi sẽ kết thúc tại bàn đàm phán và chiến tranh Nga-Ukraine cũng sẽ kết thúc như thế. Theo ông Danilov, lần này có thể không cần chiếc bàn vì có thể đứng để chấp nhận sự đầu hàng của Vladimir Putin. Ông đã đưa ra quan điểm này trên Twitter vào hôm ngày 8 tháng 12. Ông Danilov cũng nói bà Angela Merkel đã tham gia vào các thỏa thuận Minsk, nhưng kết quả đã được biết rõ. Trước đó vào hôm 7 tháng 12, trong một cuộc phỏng vấn với tờ DIAZ, cựu thủ tướng Merkel nói rằng bà không biết khi nào thì cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc. Nhưng một ngày nào đó, nó sẽ kết thúc bằng đàm phán. Mọi cuộc chiến được kết thúc ở bàn đàm phán. Ngoài ra, bà Merkel cũng nói các thỏa thuận Minsk năm 2014 là nỗ lực tạo cho Ukraine thêm thời gian, giúp kỳ ép trở nên mạnh mẽ hơn. Theo bà thì Ukraine của mô hình 2014-2015 không phải là Ukraine ngày nay. Tuy nhiên, cựu thủ tướng Đức cũng thừa nhận phản ứng của thế giới trước việc Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 là chưa đủ. Ông Putin thừa nhận Nga không thể cung cấp quần áo cho quân đội tiền tuyến. Quý vị thân mến, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thừa nhận rằng đã có những vấn đề trong việc mua sắm trang thiết bị và quần áo cho hàng trăm ngàn người gọi nhập ngũ để chiến đấu ở Ukraine. Khoảng 300.000 nam giới đã được triệu tập vào mùa thu như một phần trong kế hoạch huy động một phần của Tổng thống Nga, nhưng dự thảo này đã bị cản trở bởi những cáo buộc về thiết bị dưới tiêu chuẩn và tình trạng thiếu hụt. Ông Putin khẳng định rằng một số vấn đề liên quan đến việc cung cấp những người đàn ông này đã hiện được nói lỏng khi ông phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á-Âu ở Kyrgyzstan. Tổng thống Nga cũng phủ nhận rằng sẽ cần thêm quân để đạt được mục tiêu của Nga. Mặc dù vậy thì Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra sắc lệnh chính thức, chấm dứt lệnh gọi nhập ngũ. Cựu nhân viên viết diễn văn cho Tổng thống Putin nhận định, trong trường hợp thất bại ở Ukraine, Putin sẽ được sơ tán đến Venezuela hoặc Argentina. Thưa quý vị từ mùa xuân, Nga đã chuẩn bị kế hoạch sơ tán ban lãnh đạo Điện Kremlin khỏi đất nước trong trường hợp thất bại trong cuộc chiến với Ukraine. Điều này được ông Abbas Galiamov Cựu người viết diễn văn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo vào ngày 6 tháng 12 năm 2022 trên Telegram trích dẫn các nguồn tin, kế hoạch được đặt tên không chính thức là tàu Noe. Vấn đề là vì tìm kiếm những vùng đất mới có thể đến nếu ở trong nước trở nên hoàn toàn không thoải mái. Đội ngũ thân cận của nhà lãnh đạo không loại trừ khả năng sẽ thua trận, mất quyền lực và ông ta sẽ phải sơ tán khẩn cấp đến một nơi nào đó. Galiamov nói theo ông lúc đầu thì họ nghiên cứu khả năng chuyển đến trung quốc nhưng sau đó lựa chọn này đã bị hoãn lại về triển vọng hợp tác với trung quốc những người di cư tiềm năng nhanh chóng vỡ mộng người trung quốc quá thông minh về bản thân và quá coi thường người khác đặc biệt là những người thua cuộc cho nên hy vọng như giờ đây đã rõ vào họ rất ít Cựu nhân viên viết diễn văn nói thêm, hiện nay với tư cách là một nơi tiềm năng để sơ tán, các cộng sự của người đứng đầu điện Kremlin đang xem xét Mỹ Latin là Argentina và Venezuela. Theo thông tin của Galiamov, cánh tay phải của người đứng đầu Rosneft, Yuri Kurilin, đang trực tiếp lo liệu kế hoạch sơ tán đến đó. Còn người đứng đầu Rosneft, Igor Shechin, sẽ duy trì liên lạc với Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro. Galiamov không có thông tin gì về Argentina, Thông tin của tôi không biết bất kỳ chi tiết nào khác, tuy nhiên những gì đã nói đó là đủ để hiểu. Khi nói rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch thì cần xác minh là theo kế hoạch nào. Có lẽ họ có nhiều nhưng không phải là một kế hoạch, ông Galiamov kết luận. Chiến thuật của Ukraine dùng lá chắn phòng không giả dân bẫy tìm kết Nga Ukraine dường như sử dụng thiết bị do Mỹ viện trợ như lá chắn phòng không giả để làm rối loạn tiêm kích Nga, cũng như bù đắp cho việc Kiev thiếu các tổ hợp phòng thủ và tên lửa. Thưa quý vị, Eurasian Times đưa tin, Mỹ dường như đã viện trợ cho Ukraine thiết bị phát ra mối đe dọa. Thực chất, đây là một thiết bị có thể phát ra tín hiệu như radar phòng không, nhưng có đủ chức năng của radar. Mặc dù vậy, nó có thể đánh lừa hiệu quả tiêm kích đối thủ, khiến Nga tin rằng đây là một tổ hợp phòng không của Ukraine. Theo giới quan sát, đây được xem là giải pháp tình thế trong bối cảnh Ukraine đang thiếu nhiều hệ thống phòng không để bảo vệ vùng trời trước sự áp đảo của đối thủ về năng lực quân sự. Ukraine thiếu lá chắn phòng không Quý vị thân mến, và đã gần 10 tháng sau khi cuộc chiến bùng phát, lực lượng hàng không vũ trụ Nga gọi tắt là VKS, dù vượt trội về số lượng và công nghệ so với lực lượng không quân Ukraine, nhưng vẫn chưa giành được quyền kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraine. Theo Eurasian Times, Cuộc chiến trên không chỉ là cuộc đọ sức của thiết bị và khí tài hai bên, mà còn là chiến thuật để ngăn máy bay nga vào vùng trời. Dựa trên hàng loạt hệ thống phòng không, Ukraine triển khai các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa như S-300 và Buk-M1 buộc các máy bay chiến đấu của nga phải bay ở độ cao dưới 4.500m ngay trong tầm bắn của hệ thống phòng không di động Vác Vai Manpass Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng bệ phóng tên lửa đất đối không SAM và các rocket SAM mà Ukraine sở hữu dường như đang giảm sút so với tốc độ mà giới quan sát đánh giá là có thể gây ra vấn đề lớn cho Kiev. Theo trang quân sự Oryx, hình ảnh từ hiện trường xác nhận Ukraine mất khoảng 36 bệ phóng S-300, có khả năng con số thực tế sẽ còn lớn hơn vì có một số vụ phá hủy không được công bố hình ảnh. Thêm vào đó, Nga trong những tháng gần đây đang sử dụng chiến thuật mưa hỏa lực khi phóng số lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái UAV tự sát để gây áp đảo về hệ thống phòng không Ukraine. Các vụ tấn công dùng dập đã khiến cho kho tên lửa SAM của Ukraine đối mặt với nguy cơ cạn kiệt. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Resnikov cho biết, Kiev đang thảo luận với các nước khác để bổ sung thêm vào kho tên lửa S-300 của Ukraine. S-300 hoạt động rất tốt, nhưng một thực tế là chúng không được sản xuất tại Ukraine, nghĩa là chúng tôi đang phải lấy hỏa lực từ kho dự trữ, do đó chúng tôi đang đàm phán với bên chuyển tên lửa S300 từ kho dự trữ của họ sang Ukraine, ông Resnikov nói. Chiến thuật lá chắn phòng không giả dạ. Thưa quý vị, Aviation Week cuối tuần qua đã dẫn nguồn tin cho hay Mỹ đã viện trợ cho Ukraine các thiết bị phát ra mối đe dọa để kỳ ép đánh lừa Nga cho đến khi Ukraine được cung cấp thêm các hệ thống phòng không. Thiết bị phát ra mối đe dọa có khả năng phát ra tín hiệu vô tuyến tương tự như radar phòng không, nhưng không có hệ thống xử lý tín hiệu và dữ liệu các quân đội thường sử dụng nó để huấn luyện phi hành đoàn xác định và phản ứng với các mối đe dọa trong các tình huống chiến đấu mô phỏng thực tế các thiết bị này có khả năng phát ra các tín hiệu khác nhau tương ứng với từng loại radar phòng không khác nhau trong tác chiến thực tế, các thiết bị phát ra mối đe dọa có thể đánh lừa tiêm kết đối thủ bằng cách tạo cho họ ấn tượng rằng họ đang đối phó với hệ thống phòng thủ mạnh hơn thực tế. Trong một số trường hợp, đối thủ quyết định không tấn công vì lo ngại bị bắn rơi. Đây không phải là lần đầu mà Ukraine sử dụng vũ khí giả để đánh lừa Nga. Họ từng triển khai hệ thống S-300 giả hoặc pháo phản lực phóng loạt HIMARS giả để khiến Nga tiêu tốn tên lửa tập kích. Với radar phòng không giả, thì Ukraine được cho là đang biến thiết bị phát ra mối đe dọa, trở thành radar 36D6M11. Ukraine bán radar phòng không này cho Mỹ vào năm 2018. Radar này có khả năng tích hợp với S-300, vì vậy thì phi công Nga có thể tưởng rằng là phía dưới là hệ thống phòng không uy lực, nhưng trên thực tế chỉ là một thiết bị không có khả năng tấn công. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews gmail com Một lần nữa thì đội ngũ htdnews rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Quý vị đừng quên hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like video này, chuông thông báo cũng như là nút theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự tại Ukraine nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.